Việc bắt con sóc bỏ vào lọ có thể là một trong những nguyên nhân khiến cho bạn yếu và nhanh ra. Nguyên nhân chủ yếu là nằm ở thói quen xấu, đó là trong lúc thực hiện chúng ta sẽ cố gắng làm nhanh hơn nhằm đạt trạng thái thăng hoa sớm hơn. Việc này lặp đi lặp lại thường xuyên thì cơ thể của bạn sẽ hình thành một phản xạ, đó là rút ngắn thời gian ở mỗi lần nhằm đạt trạng thái khoái cảm sớm hơn. Vì vậy thời gian của bạn sẽ ngày một rút ngắn. Bản chất của việc bắt sóc bỏ lọ không khiến cho bạn yếu, chính thói quen dồn ép bản thân mình mới là nguyên nhân. Để không bị rút ngắn thời gian thì trong mỗi lần bắt sóc các bạn cần duy trì thời gian kéo dài trong khoảng từ 4 cho đến 10 phút. Như vậy thời gian của bạn sẽ vẫn được giữ nguyên, thậm chí có thể là tăng lên chứ không bị giảm xuống.